Vâng ạ. Anh ơi, cho em xin hỏi một chút ạ. Rồi. Đấy là bên em thì là bên làm thương mại ấy. Thương mại thì trong trong năm vừa rồi thì bọn em là có xuất một mặt hàng, tức là trong cái đơn hàng của bọn em thì là có thảm với lại bộ cờ ấy. Thì là hợp đồng mà em đăng ký của năm 2021 và khách hàng có ứng cho em trước là 50%. Nhưng mà đến tháng 2 ấy, tháng 2 thì bên em mới giao hàng cho khách, cho khách ấy. Thì lúc đấy thì bọn em có được xuất hóa đơn 8% không ạ? Hay là vẫn 10 ạ? À, câu hỏi này hôm qua mình có nhận được cái thông tin rồi. Cái hợp đồng của bạn ấy ký của năm Vâng. 2021, thế thì cái việc mà bạn được sự hưởng 8 hay 10 ấy, nó phụ thuộc vào cái thời điểm, phụ thuộc vào thời điểm để mà bạn ghi nhận doanh Vâng. thu. Vậy Vâng. thời điểm của bạn giao ở tháng 2 năm 2022 Hay hả? thì bạn nằm trong thời hạn để mà bạn được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Nhưng cái nội dung thứ hai ấy, nó lại quan trọng hơn. Đó là cái mặt hàng của bạn ấy, bạn xem là có được hưởng cái quyền lợi giảm hay không thì bạn phải tra cái ngành nghề của bạn. Vâng, tức là em tra rồi thì là cái mặt hàng của em là được hưởng, nhưng mà trong cái hợp đồng thì hợp đồng của em trị giá là khoảng 100 triệu nhá. Thì cái mặt hàng, có một mặt hàng của em thì là bộ cờ, thì nó là có cán bằng bằng thép, bằng sắt thép ấy. Thì sắt thép nó không được giảm nhưng mà cái tỷ trọng của nó chiếm thì ít thôi. Thì không biết là em phải tách ra, tức là cái sắt thép, cái bộ cờ thì gồm có là cái đế, cái cán cờ ấy, là có cán cờ với lá cờ, đế cờ, cán cờ và một phần túi nước đối trọng. Thì cán lá cờ với lại cái túi nước đây là được giảm số 8%, nhưng mà còn cái cán cờ bằng sắt thì không được giảm. Nhưng mà khi xuất hóa đơn thì em xuất là bộ cờ, tức là chung cả ba bốn cái nguyên liệu để cấu thành lên một một cái cờ đấy, thì em có được giảm 8% hay là phải tách chi tiết ạ? Tách Thực khó lắm, ra tách từ thì gốc. trong cái đoạn này này, tôi nhận được khá nhiều các cái câu hỏi của từ phía anh chị trong cái việc là xác định được giữa 10% và 8%. Và Vâng có ạ. một cái điều đó là gì, theo quy định của Nghị định số 15 vừa rồi chúng ta cùng nhau đã tìm hiểu ấy, thì cái Vâng. việc mà bên 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 khi ký cái nghị định đó thì họ cũng đã làm khá cố gắng, là khá rõ nhất để Vâng. cho người nộp thuế tự động tra được các cái ngành hàng của mình khi mà Vâng. xác định được giảm từ 10 xuống 8. Và tôi cho Vâng. rằng cái cách làm này cũng là văn minh, bởi Vâng ạ. vì nếu như mà giao cái này cho cơ quan thuế trả lời là có được hay không được thì cán bộ thuế sẽ rất rủi ro, và cái điều thứ hai là Vâng. nó thiếu cái tính chủ động của trong doanh nghiệp và người nộp thuế. Vâng Thế thì ạ. cái việc mà để mà chúng ta xác định được xem là chúng ta đang thuộc đối tượng 10 xuống 8 hay không thì Vâng. chúng ta cần phải xác định xem là cái ngành hàng của chúng ta tự tra và chúng ta tự xác định được. Thế thì đối Vâng. với trong cái trường hợp mà bạn vừa nói là gì, bạn Vâng. có cung cấp một cái bộ cờ, Vâng. thêm mà cái bộ cờ đấy ấy, thì Cấu cái thành. phần cái chi phí đầu vào của bạn Vâng. cái đầu vào của bạn thì nó gồm có cái cán cờ và Vâng cái ạ. đế cờ và Vâng. gồm các cái bộ phận khác. Thế thì Vâng. nó quay lại ở cái việc đó là gì, nếu như theo đúng sòng phẳng ra Vâng. mà ở trên hợp đồng có thể tách được nhé, đây là theo Vâng. quan điểm của tôi, nếu có thể tách được thì chúng ta phải tách riêng cái phần 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 mà nó nằm trong đối tượng có thể tách được là 10% không được giảm, và cái phần còn lại là chúng ta giảm xuống. Thế thì cái vấn đề này ấy, thì đây tôi đưa quan điểm cá nhân thôi, và tôi tin chắc rằng là thì trừ trường hợp bạn Vâng. phải đánh công văn lên thuế mà họ nghiên cứu chán chê rồi họ sẽ trả lời cho bạn là có thể được hay không được, chứ còn cũng không Vâng. ai dám trả lời bừa. Nhưng mà theo quan điểm của cá nhân tôi là gì, trong Vâng. trường hợp mà chúng ta đánh giá, thứ nhất là Vâng. cái tỷ trọng đấy ấy, nó chiếm giá trị lớn hay bé ở trong cái hợp đồng, nếu như mà tách dự toán ra, đó là cái phần Vâng. đế cờ và cán cờ ấy, nó chiếm một cái tỷ trọng rất là nhỏ, Vâng. thì cái vấn đề này ấy, chúng ta không tách được thì chúng ta sẽ vẫn Vâng. được viết giảm xuống 8%. Vâng ạ. Thế còn nếu như có thể tách được thì chúng ta sẽ tách cái phần đó ra, thì cái phần nào không được giảm chúng ta tách riêng, và phần nào được giảm chúng ta tách riêng, thì như thế là chuẩn nhất và văn minh nhất. Vâng. Rồi. Vâng. Thế thì em, vâng, em xin Ok cảm ơn chưa? ạ. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.
vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.